Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là em Phước điện thoại cũ đó, Bình Dương đây mọi người ơi. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả anh chị em của mình nha. Hàng hôm nay giá dao động chỉ từ 390.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.750.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của em nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. 31033. Anh chị em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng em xem máy. Còn anh chị em nào ở xa thì cọc trước giúp em 50k em sẽ giao máy cho mọi người nha. Và hình thức đặt cọc bên shop là anh chị em mình cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì em sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác dành cho tất cả anh chị em của mình nha. Và mọi người ơi, em đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là em sẽ không tặng kèm phụ kiện và không bao phí ship cho anh em mình được nha. Phí ship cho mỗi đơn hàng đâu đó từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và vì là máy cũ rồi nên là hầu hết máy của em ở đây nó đã được qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện hết rồi nha mọi người. Thì con nào mà nguyên zin em sẽ báo từ đầu video luôn. Còn con nào mà đã thay thế sửa chữa rồi thì em sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha mọi người. Dạ rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh chị em mình nữa, em sẽ vào trực tiếp máy của ngày hôm nay luôn ạ. Đầu tiên, mã số 1 trên tay em sẽ là con Oppo F5, RAM 4, bộ nhớ của nó là 32GB, chua sạc micro, máy nguyên zin, tình trạng của nó là nứt kính, còn lại là mọi chức năng xài ok nha mọi người. Oppo F5 nha, 390.000, máy nguyên zin, màn hình cũng rất là sáng và đẹp luôn nha mọi người. Đây, RAM 4, bộ nhớ 32GB nha mọi người. Con này mọi người lướt web, xem phim, nghe nhạc, chữa cháy ngay rồi ok. Cam trước, cam sau rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây, đó, cam trước sau rất là đẹp luôn nha. Sim sóng nghe rồi ok, lướt web, xem phim, nghe nhạc tốt mọi người nha. 390.000, mã số 1. Mã số 2 là 450.000. Ở đây có cho mọi người là con Samsung A7 2018. RAM 4, bộ nhớ của nó là 64GB. Con này nó có NFC để cho anh chị mình quét chip căn cước công dân luôn nha mọi người. Đầu tiên thì con này được, thứ nhất là nó bị bong tróc thủy xíu ngay đây. Thứ hai nữa nứt kính và mực màn nha mọi người. Xin lỗi mọi người, nứt kính và màn hình bị lưu ảnh nha mọi người thấy không? Đó. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB, Samsung A7 2018. Sim sóng ngay rồi ok, lướt web xem phim nghe nhạc thoải mái, cam trước cam sau cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Và nó có NFC nè mọi người, là cái chức năng này nè mọi người, để cho anh chị em mình quét chip căn cước công dân luôn nha. 450.000 Samsung A7 2018 nha mọi người. Mã số 4. Xin lỗi anh chị, mã số 2. Tiếp theo là mã số 3 thì em đem có cho mọi người là con Realme C1. Con này là màn zin, men zin, vỏ zin theo máy luôn nha mọi người. Đó, cái màn hình này nó có hơi chạy xước tí nha mọi người. Đó, nó hơi xước như thế này nha. RAM 2, bộ nhớ của nó là 16GB, sim sóng nghe gọi thoải mái, màn hình cũng rất là ok mọi người, zin nguyên luôn nè ha. Sim sóng nghe gọi thoải mái luôn nha anh chị em ơi, Realme C1 nha. 490.000 RAM 2, bộ nhớ của nó là 16GB. Pin rất là trâu mọi người ơi, pin trâu cực kỳ luôn nè mọi người xem nè. Và cam rất là nét nha, cam trước nè. Và đây là cam sau nha mọi người. Đó. Cam trước sau rất là ok mọi người nha. 490.000 mã số 3 Realme C1 mọi người nha. Tiếp theo là mã số 4 thì em có cho mọi người là con iPhone 5SE. Pin của nó là 74%, con này mất vân rồi mọi người. Pin là 74%, bản 16GB. iOS của nó là 14.7, con này màn hình zin nên là nó hơi già xíu mọi người, thấy xung quanh viền nó hơi ố vàng không? Ở màn zin hơi già xíu nha mọi người, 5SE nha. Con này không biết còn vân không ta? Full vân nha mọi người, con này vân tay đầy đủ luôn nha. 590.000 nha mọi người, 5SE bản 16GB, máy nguyên zin full vân tay luôn. Đó, pin 74% nha mọi người. Nhất rất là nhỏ gọn, iOS của nó 14 chấm. Cam trước cam sau rất là đẹp luôn nha. Đó. 590.000 5SE nha mọi người, mã số 4 full luôn nha mọi người, vân tay đầy đủ. Tiếp theo là mã số 5, ở đây có cho anh chị em là cái con VS Max Star 4 nha mọi người. Con này là nó chưa bóc đề can luôn nè mọi người, nó còn miếng đề can dán luôn nè mọi người. Mời về mọi người bóc đề can ra cũng rất là đẹp nha. RAM 2, bộ nhớ của nó là 16GB. Có hỗ trợ sạc nhanh Type-C nữa nè, sim sóng nghe gọi thoải mái mọi người ơi.
lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, TikTok, Zalo là ok hết nha. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16GB, cam rất là đẹp mọi người ơi. Còn mọi người xem cam nè. Cam sau nha. Đó. Và đây là cam trước nè mọi người. SIM sóng nghe rồi ok, lướt web, xem phim, nghe nhạc thoải mái, 590.000 VS Max Star 4 nha mọi người. Pin 4.500 nha. Giá là 590.000 thôi mọi người. Tiếp theo là mã số 6, ở đây em có Oppo A3s mọi người ơi, RAM 2 bộ nhớ của nó là 16GB. Đó, vỏ viền ngoại hình cũng rất là đẹp mọi người nha, vỏ viền ngoại hình rất là sáng và đẹp luôn. Pin trâu, SIM sóng nghe gọi thoải mái, lúc web xem phim nghe nhạc cực kỳ ok luôn nha mọi người. A3s màn sáng đẹp không ám ố. Cam trước cam sau ok luôn nha mọi người. Đó, cam trước cam sau ok nha. Màn sáng đẹp, vỏ viền ngoại hình đẹp như mới luôn mọi người ơi. 650.000 nha mọi người. Oppo A3s. Con này mọi người lướt web, xem phim, nghe nhạc, TikTok, Facebook, Zalo thoải mái luôn nha mọi người. 650.000. Mã số này là mã số 6 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 7. Ở đây em có cho mọi người là cái con Samsung A6 LED. RAM 4 bộ nhớ của nó là 32GB. Con này là ngoại hình là vỏ kim loại nha mọi người. Nên là mấy cái chỗ này nó có hơi nhăm nhăm xíu nè mọi người. Đó. A6 LED nha. RAM 4 bộ nhớ của nó là 32GB. Pin cực kỳ trâu, màn hình rất là sáng và đẹp, cam mọi người, cam rất là đẹp nha. Cam trước sau cực kỳ đẹp. SIM sóng ngay gọi ok luôn. Màn sáng đẹp cực kỳ nha mọi người. Đây. RAM 4 bộ nhớ 32GB A6 LED nha. Máy vỏ viền màn hình còn ổn nha mọi người, 750.000 Samsung A6 LED vân tay đầy đủ luôn nha anh chị. Những cái con này có NFC không ta? Để em coi thử coi. Hình như con này không có NFC mọi người. À, con này không có NFC để quét chip mọi người ơi. Đó, 750.000 nha, Samsung A7 A6 LED nha mọi người, mã số 7. 750.000 nha. Tiếp theo là mã số 8, ở đây có mọi người là iPhone 6 LED ha. Con này là bản 16GB, SIM sóng nghe gọi thoải mái luôn mọi người, lúc web xem phim nghe nhạc ok. Tình trạng con này chỉ là mất vân thôi, còn lại mọi chức năng xài tốt nha. Tình trạng con này là mất vân tay thôi mọi người, còn lại mọi chức năng xài ok hết nha. 6 LED nè, bản 16GB, SIM sóng ngay gọi thoải mái luôn nha mọi người. 750.000. Con này ai lao được cứ reset thoải mái mọi người ơi, pin 100 nha, màn hình rất là sáng và đẹp. Cam trước cam sau rất là đẹp luôn nè. Cam sau nè mọi người. Bài cam trước nha. Đó. Cam trước cam sau rất là đẹp nha mọi người. 750.000 thôi nha, mã số 8, iPhone 6 LED bản 16GB. Mất vân nha mọi người. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 thì đây có là 6S nha mọi người. Con này là 6S. Bản 32GB full vân tay luôn nha. 6S bản 32GB full vân tay. SIM sóng nghe rồi ok, lúc web xem phim nghe nhạc thoải mái, TikTok, Zalo, YouTube là bao ok luôn mọi người, rất là nhỏ gọn. Cam thì siêu nét luôn. Đó. Cam rất là đẹp luôn nha mọi người. SIM sóng nghe rồi ok, vân tay ok luôn mọi người. Đó. 6S nè, bản 32GB full vân luôn nè mọi người. 850.000 thôi nha, mã số 9 iPhone 6S nha mọi người. Màn sáng đẹp cực kỳ luôn. Tiếp theo là mã số 10. Thì đây em có cho mọi người là cái con Samsung A30s nha. Con này có NFC luôn để quét chip căn cước công dân luôn nha mọi người. Ở vỏ thì nó hơi bong róc thủy tí nè, ngay chỗ cái kính cam mọi người. Đó, còn lại rất là đẹp luôn nha. Tình trạng con này chỉ mất vân thôi mọi người ơi, còn lại mọi chức năng sẽ ok ha, mất vân tay thôi. Cam trước cam sau rất là đẹp nè. Pin trâu, hỗ trợ sạc nhanh tay si luôn mọi người, màu xanh lá cây rất là đẹp nha. Đây. Có NFC để quét chip căn cước công dân, màn thì rất là sáng đẹp luôn. 950.000 mã số 10 nha mọi người, Samsung A30s nha. Tiếp theo là mã số 11, ở đây là có Samsung A50s nè mọi người. Con này cũng mất vân tay mọi người nha, mất vân tay. Samsung A50s. Con này mất vân tay mọi người. Đây.
cũng mất vân tay rồi nha mọi người. RAM 4 bộ, nhớ 64GB nha. Nè, con này cũng có NFC để cho anh chị mình có chip căn cước công dân luôn nha mọi người. Samsung A50s nha anh chị. Nó mất vân tay trên màn, RAM 4 bộ nhớ của nó là 64GB. SIM sóng ngay gọi thoải mái, vỏ viền hình cũng rất là đẹp mọi người nha. A50s. $980.000 thôi nha anh chị em. Cam trước cam sau nè. Đẹp cực kỳ luôn nha. 980, mã số 11. Tiếp theo là mã số 12, ở đây em có cho mọi người là con A9 2018. RAM 6, bộ nhớ của nó là 128GB. Con này thì cái chỗ này nó có một chấm đen xíu nha mọi người. Đây, chỗ này có chấm đen xíu nè. Vân tay đầy đủ, SIM sóng ngay rồi ok. Con này cũng có NFC để quét chip căn cước công dân luôn nha mọi người. Đây, Samsung Galaxy A9 2018, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Lúc web xem phim nghe nhạc cực kỳ mượt mà luôn. Cam trước cam sau là cực kỳ sắc nét. Đó. SIM sóng ngay rồi ok. Màn sáng đẹp này, nó có NFC luôn nè mọi người. Đó. Để anh chị mình quét chip căn cước công dân nha. Samsung A9 2018 nha mọi người. Thông tin đây ạ. Đó, A9 2018 nha mọi người. Màn rất là sáng đẹp, SIM sóng ngay rồi ok, có hỗ trợ sạc nhanh tay si luôn nha. 980.000, mã số 12, Samsung A9 2018. Còn đó mọi người, lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, TikTok, Zalo rất là mượt mà luôn mọi người ơi. Tiếp theo là mã số 13, ở đây em có con Vivo V15 mọi người. Mã 13 là Vivo V15 nha, cái này cái chỗ vì ở chỗ này nó bị bong tróc thủy tí nè mọi người nha. Để xa mọi người thấy nè. Đó, bị bong tróc thủy tí ngay đây nha, trong cái chỗ này nè, đó. Còn lại mọi chức năng xài rất là ok, SIM sóng ngay gọi thoải mái. RAM 6 128GB, camera thập thò mọi người nè, cam trước sau nè. Hoặc là cam trước nè. Đẹp cực kỳ mọi người nha, cam bao nét luôn. SIM sóng nghe gọi thoải mái, màn sáng đẹp cực kỳ, pin trâu bò mọi người nha, pin rất là trâu luôn. Đây, RAM 6 bộ nhớ 128GB mọi người nha. Vivo V15 anh chị, Vivo V15 nha. 1.190.000, mã số 13, Vivo V15. Rồi, tiếp theo đây có cho mọi người là con mã 14 mọi người. Mã 14 ở đây em có con Samsung nha mọi người. Samsung A04, RAM 3, bộ nhớ của nó là 32GB, máy zin nha mọi người ơi. A04 máy nguyên zin luôn nha. Hỗ trợ sạc nhanh tay si, pin của nó là 5000, mã số 14. Con này nó còn có 1% pin thôi nha mọi người. Mà pin cũng rất là trâu. Đây, để vuốt kéo lên. A04 nha mọi người, máy nguyên zin, sáng đẹp cực kỳ luôn mọi người ơi. RAM 3, bộ nhớ của nó là 32GB nha. Pin siêu trâu bò luôn nè mọi người. Đó, pin nó bị ở tuyệt nha mọi người, là mức độ tốt á. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn rất là sáng đẹp. Cam trước cam sau rất là đẹp nha. Cam trước nè. Và đây là cam sau nha mọi người. Đó, cam rất là nét luôn nha. 1.250.000, Samsung A04 nha mọi người. Máy nguyên zin đẹp nha. 1.250.000. Tiếp theo là mã số 15, giá của nó là 1.290.000 mọi người. Con này là con Oppo A73, RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. Oppo A73, RAM 6, bộ nhớ 128GB, mã số 15 nha mọi người. Tình trạng con này là mất vân tay trên màn nha mọi người, mất vân tay. Đó. SIM sóng ngay rồi ok. Đây, Oppo A73, RAM 6 cộng 2, bộ nhớ của nó là 128GB. SIM xem phim, lúc web xem phim, nghe nhạc ok nha mọi người. Để em coi con này nó có, hình như nó không có NFC mọi người. Nó không có NFC nha. Cam rất là nét nha mọi người, cam cực kỳ đẹp luôn.
Cam sau nè. Và đây là cam trước nè mọi người. Cam rất là nét và đẹp luôn nha. Dòng này mọi người lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, TikTok, Zalo rất là ok. Và còn mọi người coi vỏ vì ngoại hình rất là đẹp nha. Oppo A73 1.290.000 thôi nha mọi người. Tiếp theo là mã số 16. Ở đây có Samsung A12 mọi người. RAM 4, bộ nhớ của nó là 128GB, máy nguyên zin, màn hình có 1 chấm, màn hình bị phản quang mọi người. Đây, bị phản quang như đây nè. Đó. A12 nha mọi người, nguyên zin luôn. Tình trạng của nó là bị phản quang như thế này thôi. Đó, bị phản quang như thế này nè mọi người. Còn lại là mọi chức năng xài ok ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Samsung A12 1.390.000. Con này cũng có con này cũng có hỗ trợ sạc nhanh tai xi luôn nè mọi người. Sim sóng nghe gọi thoải mái nha anh chị em, pin rất là trâu bò luôn. Vân tay đầy đủ nha mọi người. Pin trâu cực kỳ luôn anh chị em ơi, RAM 4 bộ nhớ 128GB nha. A12, cam cũng nét lắm nè mọi người, cam rất là đẹp. Đó, cam sau nè. Và cam trước nha mọi người. Cam trước sau rất là đẹp nha. 1.390.000 Samsung A12 nha anh chị. Mã số 16. Tiếp theo là mã số 17. Ở đây em có cho mọi người là Oppo Reno 2F nha. RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB, màu trắng rất là đẹp luôn mọi người. 1.490.000 thôi nha. Oppo Reno 2F nha mọi người. 1.490.000, RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB. Đây. Reno 2F nha, RAM 8 cộng 3, bộ nhớ 128GB. Cam trước cam sau siêu đẹp mọi người. Nè, cam sau nè. Và cam trước là camera thập thò nè mọi người. Đó. Hỗ trợ sạc nhanh, pin trâu, con này mất vân tay trên màn nha mọi người. Hỗ trợ sạc nhanh nè. Đó, thấy không? Mất vân tay trên màn, pin bao trâu bò. Con này mọi người lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, TikTok, Zalo, YouTube là bao mượt luôn nha mọi người. Cam thập thò vỏ viền ngoại hình còn rất là đẹp nha. Rất không có xước luôn mọi người. 1.490.000 nha. Tiếp theo là mã số 18, giá của nó là 1.650.000. Đây là con Redmi 10 nha mọi người. Con này vỏ viền ngoại hình rất là đẹp luôn. Sim sóng nghe gọi cực kỳ ok nha. Đó. Redmi 10 mọi người, máy rất là đẹp luôn nè. Mã số 18. 1.650.000 nha anh chị em, Redmi 10. Đó, 128GB nha mọi người. RAM 6 cộng 2, bộ nhớ 128GB, 1.650.000 nha. Máy đẹp như mới luôn, RAM 6 cộng 2, bộ nhớ của nó 128GB. Pin rất là trâu mọi người, con này chip Snapdragon, chơi game, lướt web, xem phim, nghe nhạc cực kỳ ok, con này chiến game rất là mượt nha. Có hỗ trợ sạc nhanh Type-C nè mọi người, coi vỏ viền ngoài hình nè, đẹp long lanh luôn nha mọi người. 1.650.000, mã số 18, Redmi 10 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 19, đây là con Oppo A92 nha. Oppo A92 1.690.000 nha mọi người. Máy zin hết nha, vỏ viền ngoại hình nguyên zin theo máy luôn mọi người. A92 nha mọi người. Đây. A92 RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon là 665 nha mọi người. Con này mọi người lướt web, xem phim, chơi game bao thoải mái luôn. Cam nét cực kỳ. Cam trước cam sau là bao nét luôn nha mọi người. Xài rất là ngon luôn. Oppo A92 nha mọi người. Mã số 19. RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB. Chạy chip Snapdragon luôn nha mọi người. Giá con này là 1.690.000. Mã số 19. Rồi, cuối cùng là mã số 20. Ở đây có cho mọi người là con Samsung A51 mọi người. Đó, full vân tay, giá 1.750.000 nha. Samsung A51 full vân luôn nha mọi người. Vân tay đầy đủ. Màn AMOLED sáng đẹp cực kỳ luôn. Đó. Xem cam nè, cam nét căng luôn, vỏ viền ngoại hình rất là đẹp mọi người. Cam nét nha, vỏ viền ngoại hình siêu đẹp luôn. Samsung nha mọi người, dòng Samsung đây. RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB nha mọi người. Samsung A51 nha anh chị em, đây Samsung A51 nha.
Máy đẹp long lanh luôn mọi người. Mã số 20 nha mọi người. A51 1.750.000. Rồi thì ngày hôm nay có nhiêu đây máy thôi. Anh chị em nào cần máy nào cứ nhấc máy gọi cho em qua số điện thoại là 0912731033. Đó, cửa hàng em nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh chị em nào ở gần thì ghé qua cửa hàng em xem máy. Còn anh chị em nào ở xa thì cọc trước giúp em 50k, em sẽ giao máy cho mọi người nha. Và hình thức đặt cọc bên shop, anh chị mình cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì em sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác dành cho tất cả anh chị em nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Phước Mobile ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.